Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô thực hiện tốt nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, xây dựng lực lượng vũ trang thủ đô cách mạng, tinh nhuệ, chính quy, từng bước hiện đại, theo hướng tinh gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu và dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.